tại khu hành chính Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp thành phố năm 2022. Đến dự có ông Phạm Giang Toàn, Phó Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, ông Nguyễn Ngọc Hà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Tình huống giả định công ty nhiệt điện Cần Thơ bị mất cấp nguồn phóng xạ. Sau một ngày tìm kiếm trong phạm vi, công ty vẫn không tìm thấy nguồn phóng xạ. Công ty xác định có khả năng nguồn đã bị lấy ra ngoài cơ sở. Theo thông tin điều tra, nguồn phóng xạ bị mất cấp hiện nay có thể vẫn đang ở cơ sở thu mua phế liệu tại phường Bình Thủy. Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp thành phố đã khởi động kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, điều động các lực lượng tham gia và triển khai các hành động ứng phó cần thiết để xác định vị trí nguồn phóng xạ, đánh giá nhiễm bẩn phóng xạ và thu hồi nguồn phóng xạ, đảm bảo an toàn cho công chúng, môi trường. Nguồn phóng xạ CS137 sử dụng trong diễn tập là nguồn mô phỏng. Ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, mục tiêu của diễn tập nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, vai trò của cơ quan đơn vị về công tác bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ của các cơ quan quản lý, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy và tổ chức tác nghiệp giữa các lực lượng trong công tác ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn thành phố.